Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú. Starbucks là một cái thương hiệu nước uống, thương hiệu cà phê rất là nổi tiếng ở Mỹ và thậm chí là bây giờ những cái nước khác giống như Hàn Quốc, Nhật, Việt Nam vân vân cũng đều có thương hiệu cà phê Starbucks. Vậy trong cái video ngày hôm nay, em muốn chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú một cái mẹo cũng như là một cái tip giúp các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể uống Starbucks một năm miễn phí, hoặc là thậm chí là mình có thể uống Starbucks miễn phí cả cuộc đời của mình luôn. Thì cái cách thức rất là đơn giản luôn, là bây giờ Starbucks người ta có chia sẻ là nếu như mà những ai mà sở hữu 200 share, tức là 200 cổ phiếu của cà phê Starbucks, thì mỗi một năm á, Starbucks sẽ cho lại người ta 360 đồng để mà mình có thể dùng cái tiền này để mà mình uống cà phê Starbucks. Và chia ra đó thì mỗi một tháng các bạn, các anh chị, các cô chú có tới 30 đồng để mà uống cà phê. Thì em nghĩ thay vì các bạn, các anh chị, các cô chú mình dùng tiền để mà mình đầu tư ở những cái công ty khác và cái phần còn lại thì hàng tháng mình uống Starbucks, thì vì mình thích Starbucks và mình yêu thích cái món uống của nó, mình có thể đầu tư vô cái cổ phiếu Starbucks để được nhận lại 360 đô cho một năm và chia ra là 30 đồng cho mỗi một tháng nha. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với lại các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Và đừng quên á, cái cổ phiếu Starbucks, cái mã cổ phiếu của nó sẽ là SBUX. Em nhắc lại nha, chữ S, chữ B, B like boy, U, X. Đó, thì cái mã cổ phiếu này với việc sở hữu 200 share cổ phiếu của công ty Starbucks trở lên thì mỗi một năm mình có thể nhận lại được 360 đô hoặc là 30 đồng mỗi một tháng để mà mình dùng cái số tiền này để mà mình mua Starbucks. Chưa kể nữa là cổ phiếu Starbucks là một trong những cái cổ phiếu mà nó rất là ổn định và nó tăng trưởng hàng năm. Các bạn, các anh chị, các cô chú còn có thể lời trên cái tiền giá cổ phiếu của 200 share cổ phiếu mà mình mua nữa, cộng với lại được á, là một năm mình được cho là 360 đồng để mà mình có thể dùng mình uống Starbucks nha. Nếu mà thấy thích video của An, cho em một nút like, share, subscribe kênh channel của An ở kênh YouTube là An Lê USA, hoặc là bên TikTok cũng là An Lê USA luôn nha. Và nếu anh chị cô chú nào mà chưa follow, nhớ follow, nhớ subscribe để khi nào An up những cái video về thuế nè, về bảo hiểm, đầu tư, mua bán stock, thì các bạn, các anh chị, các cô chú cũng là những cái người đầu tiên coi được những cái video của An. Hoặc là anh chị cô chú cần tìm người làm thuế, tìm làm bảo hiểm, life insurance, bảo hiểm nhân thọ, hoặc những chương trình đầu tư cũng có thể gọi cho An nha. Số phone của An thì qua kênh YouTube của An để mà coi. Bye bye bye.